À, đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay có khách đến vườn chanh mình để mua giống nha. Anh em nào cần cứ liên hệ, còn số lượng giống để tầm khoảng 500 600 gốc. Bây giờ mua về để là tới mùa 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 mưa trồng là dính luôn á. Này lặt bỏ bớt rồi, với lại đâu có xịt gì đâu, không bỏ phân nữa. À, có hạt chứ, Có có mà ít lắm. nó cũng như tự tự như nó lai chanh không hạt hình như nhầm trái thì À, cũng à mấy trái này là mình bẻ bán được không? Mình được bẻ được bán được được không? chưa đâu chừng nào vàng chưa vàng thì mình bẻ thôi. vàng chút nữa chừng Cái này chanh quá bự giờ chanh em cái mới trái bẻ hết cái lứa rồi, nếu mà cái chanh đúng tiêu chuẩn rồi rồi mới đó, bẻ hồi bẻ qua ba lứa bốn rồi. ngày trước. Cái này chưa tới lứa đâu, lứa nó trái bự hơn nhiều, tròn lắm. Cái này em đang sinh sản chiếc chanh này, em không dám để trái nè, làm trái to đùng á, nếu mà mình đi phân đồ mạnh mạnh vô là cái trái nó to lắm, chứ không phải như mấy cái trái lứa này là coi như vợ em bẻ, trời trái nào trái nấy như trái cam vậy. Cái này là nó quanh năm ăn trái, có quanh năm luôn Quanh năm luôn. Nếu mà anh đừng có để cho mà sâu nó quýnh á, là để cho nó ra độc non gì hoài phải không? Lão đầu mình xịt ngừa nó đi, để sâu dễ bùa nó quýnh bên lá nè, lá nó sượng á. Lão đầu nó nửa cái lá nó làm gì. Nếu mà mình xịt để mình dưỡng mấy cái này, lão đầu nó ra chút xíu nữa ra bông cho chùm 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 luôn. sao giống bò mình sợ Đúng bị rồi. luôn Sâu dễ bùa thì anh mua thuốc mình đơn giản mình xịt nó cũng chết nữa. mình Và thí dụ cỡ 2 tuần gì đó mình xịt xịt sơ nó một lần là nó không bị sâu đánh cũng vậy. Thôi anh trên tại vì chiếc nhánh là đâu có dám để trái nhiều đâu, để cả trái anh à, cái lừa thừa anh là tính ra trái đứng đầu nhà phải nước chanh khác hả? nó tạo chùm mà một có chùm có 2 ký nữa, mà chùm 2 ký có khi chùm chục ký nữa. Quá trời, này nó ra rễ Như mấy cái mạnh trái à, là tại bắt đầu nó ra chưa có cắt luôn đó, như mấy cái trái bóng để. bóng là mình giờ mấy trái chanh đó mà nó bóng gì là mình bẻ được nè, chứ không phải mà để nó vàng phải không? Khi mình muốn bẻ bán đó, là cái chanh trên này là bẻ có nước rồi à, nó mới bóng, nó bóng nó mới cần già nó mới tới chanh, chứ còn nó sần sự chưa đâu rồi chanh còn non. Em nói trái Ừ, bự xảo đúng rồi, có nè, nhiều lắm. như mấy cái trái này nè anh dòm thấy là tới nè, wow, bẻ được nè. Nè đó 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 như đó, mấy đó. cái này là người ta đứng chỉnh người ta mới chanh mới tới nè, nè là bẻ được nè. Còn như mấy trái này chưa đâu, nó chừng nào nó căng da dòm thấy nó bóng bóng á, như mình muốn cái cho cái trái, nếu mà anh trồng được cái chiếc nhánh anh bán trái không á, là anh xịt thuốc dưỡng trái á, trời nữa cái trái anh nó căng ra rồi thấy bóng hết luôn. Sao trái màu bự bẻ rồi cho anh bẻ cho em xem trái đây nè. Cắt cho em coi trái này được rồi, cái nào vàng vàng to bóng chanh này quậy uống nước thì nó thơm thơm, à bán cho này nhưng mà nó là thơm bán cho là ký thấp nhất là 15 ngàn 15, nhầm khi có đợt còn khi nó mua 22 ngàn nữa, mà mình chanh vợ em nó có cũng không có hung nhiều á, để chiếc nhánh nè em bán chanh này hồi năm rồi mấy chỗ thôi, ra tới Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai đồ á, rồi bên ra bảy Phụng Hiệp nữa. Mấy lá này của anh này được bao lâu rồi? Mà chanh anh á nếu mà mình cho tàn thấp á thì mình cắt đôn lại là nó ra một nhánh tới mấy chèo nè, nếu mà anh mà để cho nó luôn á thì nó cao vậy, còn nếu mà mình cắt thụng xuống là anh để đây nè một 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 nhánh gì nữa, nó ra 3 4 đọt hiểu không, nó ra đọt á. Nó lên từ gió tay mình là mình cắt nhánh ừ, mình cắt cắt bỏ thí dụ anh cái này em để cho chiết, thí dụ cái nhánh này thí dụ em nữa em chiết đây là em nó thụt xuống nên là nó ra tàn, còn nếu mà anh không có chiết được thì mình phải cắt bỏ là nó thấp xuống nó bung ra như mấy nhánh đó nữa em tiếc á, bởi vì mới để em đâu có cắt bỏ, chứ em cắt càng nhiều thì nó càng ra tàn, không có chết đâu nó ra tàn thêm á. Thế
trồng mà khoảng tháng 5, tháng 6 trồng là tới qua sau qua Tết. Tết mùa này mới thu hoạch được hả? Đúng rồi, được rồi. Tầm 7 tháng để trái, 7 tháng để trái cho nó chắc. Đất như đây là đất xấu nè. Đất đây đất phèn nha.